chung như cái khó đó là chịu đựng sức nặng, chịu đựng trọng lượng cơ thể nha. Thành ra cái nguyên lý căn bản nhất đó là quý vị càng lớn càng chấm đi béo phì nha. Như tôi bây giờ bắt đầu ăn kiêng là vừa, tại vì cái sức nặng mà nó chịu lên cái đầu gối á, thì nếu mà quý vị càng nặng đó, thì cái bản khớp nó càng bị tàn phá, cái đó là quy luật tự nhiên thôi nha. Thành ra nó gọi là quay sức mật, nó gọi là quay sức mật thêm cho nó, là cái khớp mà nó chịu nguyên trọng lượng cơ thể đó, thì mấy cái khớp đi càng càng nhẹ cân nó đi càng càng không được, nó không có bị bệnh này. Nó có liên quan tới di truyền, tuổi lớn béo phì, nữ bị dị ứng nam. Tại sao nữ bị dị ứng nam? Nhiều cách giải thích như là ít vận động hơn, rồi nữ thường nhẹ hơn nam. Nhưng mà tại vì cái xương có thể là nó yếu hơn, cái chịu lực nó yếu hơn, cũng dễ bị tổn thương hơn. Thì nhưng mà người ta vẫn chia là có cái là không không biết nguyên nhân, còn một cái là thứ khác. Nhưng mà nếu mà cái sụn nó bị thoái hóa thì là tìm đến những cái mảnh sụn trong cái dịch khớp cũng có. Rồi bây giờ là đi vô chi tiết. Bây giờ bên đây là cái mặt khớp bình thường nè. Thì khi mà hai cái mặt khớp nó tiếp xúc nhau mà nó bị thoái hóa khớp, nó bị trọng lượng cơ thể nó đè lên nhiều quá thì nó gây rạn nứt nha, nó gây rạn nứt cái mặt khớp, rồi hậu quả lâu dài thì nó bị mất chất luôn. Thành ra cái phần ta mới nó tìm thấy cái phần mô sụn này mà trong cái dịch khớp là vậy, nó rồi rớt vô. Đến lúc nào đó nó mất nhiều quá, nó lộ luôn cái bản xương ở bên dưới, thì nó bắt đầu nó rò rỉ, nó rạn nứt cái khe xương, thì nó tạo ra những cái nang thứ phát nằm bên trong lòng những cái mô xương ở đầu khớp. Rồi nó có những cái phản ứng xương, phản ứng tạo xương thứ phát, nó tạo ra gãy xương đó. Thì cái bây giờ cái mặt dưới của xương, mặt dưới của xương như là vùng bản xương dưới sẽ lộ ra này, như là cái này hai đầu xương thì chắc xương chày luôn đó. Thì bây giờ cái phần sụn nó bị mất đi, nó lộ bản xương ra, nó bị lở loét, nó bị vỡ, nó bị nứt ở bên trong, rồi nó tạo ra mấy cái bọc dưới sụn mang vô trong bộ xương, nó tạo ra những rạn nứt, nó đi vào trong, nó tạo ra những cái bọc dưới sụn. Rồi cái bọc dưới sụn trên trên vi thể đây, cái này là cái phần mô mô sụn chưa bọc ra nhưng mà nó bị rạn nứt, bị nứt, bị tách ra. Vậy quý vị thấy có phản ứng viêm không? Đa phần không có phản ứng viêm nha, không có lên vô vào, nó sẽ vào viêm tới. Thành ra chính vì vậy sách của trường tôi á, theo cái mô tả về phẫu bệnh á, thì không dùng cái thuật ngữ là osteoarthritis nữa, nhưng mà tôi vẫn cứ đẩy, là tại vì những sách nó vẫn sách gian đi qua cái sách đó kia 2017 hoặc là cái này osteoarthritis, nói để quý vị động được suy nghĩ, như là có khi mình đúng, có khi ta đúng, mình phải tùy theo cái trường hợp mình xài. Nhưng mà khuyên là quý vị xài với thói khớp đúng không, tại vì cái cơ chế vừa tả ra nó không có liên quan nhiều tới cái bản quyền. Đó, cái sách 2017 tôi chức tôi đẩy cho thêm hiện nay là nó vẫn dùng chữ là viêm xương, nhưng mà thực ra cái này là dịch là thoái hóa khớp đúng không, cái bản sụn ở trên cái này là xương sụn. Cái mặt sụn khớp nó bị nứt vỡ, nó bị nứt vỡ ra rồi, xong rồi cái phần bề mặt của sụn thì nó bị bong chóc, rồi nó phơi bày ra cái xương dưới sụn, rồi nó tạo ra cái nang dưới sụn, nang dưới sụn. Còn xương rồi bày ra xương dưới sụn này, cái chỗ này là mặt khớp, khớp còn chỗ này mặt khớp bị bong chóc. Rồi vì mình xong qua cái thoái hóa khớp, có cái gì nào thắc mắc rồi tại sao thoái hóa khớp mà bị ở tay không? Nãy giờ tôi nói chịu đựng sức nặng của cơ thể, thì cái đầu gối, cái gối thì đúng rồi đúng không, cái cột sống thì có thể đúng, mình thường mình đứng trong thế đứng, thì sao cái tay mình chịu sức nặng cơ thể? Đúng rồi, mấy người lao động á, họ lao động trên chân,
còn lòng tay là chính, cái người bóc quát đó. Thì vậy là cái khớp mà họ chịu sức nặng có khi là cái tay đó, không phải là cái chân của mình đâu, cái công việc lao động đó. Còn nữa, ví dụ như mấy nhân võ sĩ nhà Ngài, quý vị có thấy họ hết đất chưa? Có nhiều người kiểu như là võ sĩ MMA, UFC như Mỹ đó, hết đất biểu diễn trên YouTube một bàn ngón tay, gọi là chỉ bằng một ngón tay, chỉ bằng một ngón tay đó, xong rồi chừng tới năm chừng 5-60 tuổi cái đi khám bác sĩ cũng bị thua quá khớp, nó mới dừng lại, đó là chỉ lòng quay lại, tại nó dùng sức nặng vô mấy chỗ đó, nó bị thua quá khớp phải rồi, đâu có quay lại đâu. Rồi, sau đó mới chồng về, mới đang tập thì vừa thấy nó cẩn thận nha, bây giờ ghê lắm, cứ để đó, một là tạm chỉ gì đó, xong cái chừng là sau 70 tuổi tôi bị hết chỉ luôn, rồi tôi bị có hơi chuyện sao. Rồi bây giờ qua cái bệnh khó khăn, cái này cũng hay gặp lắm cho quý vị, dễ đậu lắm, bây giờ chỉ các công việc, cái này gọi là viêm khớp dạng nóc, cái này mới là viêm, nha, cái này nó gọi là rheumatoid arthritis, gọi là rheumatoid arthritis, rheumatoid, rồi đó là dạng thấp chứ không phải thấp, arthritis là viêm. Giờ giữa hai này có gì khác nhau? Bây giờ cái khớp bị thì cái này nó bị khớp nhỏ, còn cái kia là khớp dự lực, nha, hai lần khác nhau. Cái khớp có cái khớp đó là bị như khớp gối rồi cột sống, cái khớp dự lực là chính. Còn trong khi anh này bị khớp ngón tay, khớp ngón chân, nha, khớp ngón tay, khớp ngón chân. Chuyện thứ hai là cái viêm khớp dạng thấp là thường là bị đối xứng. Đó, tức là cái tay này bị biến dạng một số khớp, cái bàn tay này cũng bị biến dạng, ngón tay bị biến dạng một số khớp, thường thường là bị đối xứng, có ngón chân cũng vậy, có khi cái chân ngắn qua mấy bạn cũng như bàn chân ngón chân. Cái tuổi khởi phát của cái này thường thường trẻ hơn, thường trẻ hơn cái kia, người già người lớn tuổi mới nói quá khớp, đi kêu cục trong cái gấu gấu thì nghe nói là có quá khớp, còn mấy anh này không có, nghe em kêu cục mà nó dính cứng lại luôn. Cái tay nó quét lại luôn. Cái đau nhất có thể làm sưng đỏ cái khớp lên luôn, làm sưng nóng đỏ cái khớp lên, viêm sưng nóng đỏ khớp. Đặc điểm quan trọng là chụp phim X quang thì thấy nhiều cái khớp, những cái vùng đau nhất đó, nó bị biến dạng, nó bị biến dạng, nó bị méo mó. Lý do nó bị biến dạng méo mó là tại vì người ta thấy những cái đầu khớp bị viêm đó, nó bị dính cứng lại, bị dính sờ dính cứng lại luôn. Tự động cứng ngắc lại luôn, người ta không tự động được, lâu ngày nó bị méo, nó bị méo, nó bị dạng cái bàn tay mình trên người đó, gọi là lạc trụ, chụp phim xoan cái lạc trụ. Rồi, đó là yếu tố. Còn yếu tố là yếu tố khởi phát đó, thì cái kia thường không có hay khởi phát cho yếu tố viêm, nhưng mà cái này yếu tố khởi phát cho miễn dịch, có nghĩa là người đó có tiền căn, ví dụ có cái bệnh tự miễn, có một cái bệnh lý miễn dịch khác trước đó, chàm dị ứng ngứa ở người đây, hoặc là viêm viêm tuyến giáp, viêm sinh mô tô, rồi kèm theo những hàng vậy, có bệnh lý tự miễn. Nhưng mà cái quan trọng là nó sẽ có yếu tố kích thích khởi phát, ví dụ như lúc đó hồi xưa cũng từng có một cái đợt bị viêm viêm xương khớp mà do yếu tố nhiễm trùng, hoặc là không cần viêm xương khớp có yếu tố nhiễm trùng, như là từng nhiễm cái con Streptococcus vi cầu khuẩn gây thấp khớp và thoát nhang vậy, thì nó có cái kháng viêm, nó gây viêm khớp, nó trong máu, nó kích thích những cái tế bào viêm, những cái con lympho vào, rồi nó tập, nó gắn kèm vô những cái kháng thể, nó gắn vô cái kháng viêm đó, thì thường thường nó có cái CD4 CD4 rồi còn CD8 CD4 thì không phải là yếu CD4 với CD8 cái nào là cái natural killer cell, CD8 mới là natural killer cell, CD4 thì nó chỉ là tự giúp đỡ là chi heo thôi. Thì nhưng mà nó tiết ra những cái như là interleukin-1, TNF thì nó hoạt quá con đại thực bào tới cái vùng viêm khớp nó gây ra phản ứng viêm, gây phản ứng viêm thì nó kích thích tăng sinh nguyên bào sợi, rồi tạo ra tế bào sợi nó dính vô mặt tế bào sợi, vô mặt khớp, nó làm dính khớp, khi nó tăng sinh lên nó làm dính khớp,
là kia cứng đó, hoặc là nó hoạt hóa do những cái tế bào B dòng lympho bào nó tiếp ra những cái kháng thể khác, những cái kháng nguyên kháng thể khác nó lại tấn công viêm khớp, gây tình trạng viêm tái diễn. À, hoặc là những cái yếu tố TNF nó tác động lên cái bề mặt tế bào nội mô mạch máu, sinh ra những cái phân tử kết dính, thì nó sẽ kéo thêm nhiều tế bào viêm vô cái vùng đó nữa. Hậu quả thì một số cái như là từ đại thực bào nè, từ những cái tế bào trung mô, tế bào sụn nè, từ tế bào viêm nè, nó sẽ sinh ra những tức là vừa tạo sợi mà lại vừa sinh ra cái men quỷ collagen nữa, men quỷ elastin nữa, sợi chun với lại sợi collagen bị hủy. Hậu quả tức là vừa sinh ra sợi mà vừa bị quýt, vừa bị dính cái mô sợi lại. Đó, vừa bị dính cái mô sợi lại thành ra là cứ khớp này vậy. Bây giờ nói sao cho dễ hiểu, tức là bây giờ cái khớp bình thường nè. Đó, thì do cái yếu tố viêm kích thích như là tương bào, lympho bào, CD4 rồi nó tới á, thì đầu tiên thì nó kích thích cái sự tăng trưởng của cái tế bào khớp ở chỗ đó lên. Rồi sau đó thì nó có phản ứng viêm, nó có nhiều năng lượng khô, nó tăng sinh tạp nhũ ở vùng khớp đó. Sau đó thì nó có phản ứng sợi, nó sợi thì nó dính những cái nhũ nó vô cái bảng sụn rồi mặt khớp bên dưới vân vân, thì nó tạo nguyên cái bộ vừa viêm vừa dính vừa có mô sợi. Hậu quả cuối cùng hết là cái khớp cứng ngắc luôn, nó dính cứng luôn, không có hoạt động gì được luôn, mình bắt đầu bị hủy khớp, bị hủy xương cho này luôn. Trên thực tế là mình thấy là tế bào màng khớp tăng sinh, tế bào viêm bên dưới kích thích, rồi cái này nó tạo nhú, nó có cái màng khớp nó tạo nhú, rồi cuối cùng thì nó thành ra những cái mảng sợi nó phủ lên bề mặt sụn khớp, sụn trong hay đi, bản thân sụn khớp nó bị phá hủy. Có một số cái trường hợp khoảng 25-25% cái trường hợp thì nó kèm theo những cái viêm miễn dịch khác như là những cái nốt dạng thấp, như cái nốt điều như cái khớp bên dưới thì nó bị thoái hóa khớp, nó bị viêm khớp dạng thấp thì nó kèm theo cái nốt thấp. Nốt thấp đó thì sinh tiết ra cội thì nó cũng là một cái phản ứng viêm miễn dịch. Ở trong thì nó có hoại tử fibrin, ở ngoài thì nó có đám tế bào dạng biểu mô quay chung quanh, thành đem cua vào rồi dạng biểu mô quay chung quanh. Rồi bây giờ có cái nhìn so sánh đối chiếu là cái hình này hay nè, hình này là tiếp trong cuốn 2017 này nè. Nhưng mà nhớ dịch giùm tôi cái chỗ này là thoái hóa khớp nha, chứ đừng có dịch là viêm xương khớp, nó không chính xác, nó có viêm. Đa phần nó có viêm. Thì nhớ cái tổn thương chính của này á là nó có hiện tượng hóa sợi dính cứng khớp, có hiện tượng cốt hóa dính cứng khớp, nó cũng có bào mòn sụn khớp, dạng này nó có những cái bản mô dính có hiện tượng viêm, nó sưng lên, khớp nó bị sưng đỏ lên. Trong khi đó thoái hóa khớp đó, thì không có viêm, không có sưng đỏ, nhưng ngược lại đó, là bản sụn bị bào mòn, bị mất bản sụn, rồi tạo nang dưới sụn, rồi tạo rồi cũng bị có thể ăn mòn vỡ xương, nghe là mỏng cái mô sụn và ảnh hưởng tổn thương chạy xước cái mô xương luôn. Đó là mấy người này mà họ vẫn có thể đi đứng được, nhưng mà đi dưới xương kia cục chỏng, như cái bản khớp nó bị bào mòn rồi. Nhưng mà còn cái này á, thì thường là mấy cái khớp nó bị dính cứng luôn, không có cử động, càng dễ sao nó càng cứng, nó càng mất chức năng luôn, nó sẽ cứng dính rồi nó méo mó, nó dị dạng luôn. Nha, đó hai cái đó khác nhau hoàn toàn. Còn này khác nữa, cái này là bệnh gút gì? Bệnh gút tức là sao? Chỉ có được định nghĩa chung là tăng axit uric máu. Rồi tại sao cái người đó bị tăng axit uric máu? Thì người ta thấy có nguyên nhân chính thì sao? Thứ nhất là cơ địa của người đó bị tăng axit uric máu hơn người khác. Thứ hai là chế độ ăn uống dinh dưỡng, kể cả rượu bia làm tăng axit uric máu. Vậy những cái chất gì dùng nhiều không tốt để làm tăng axit uric máu nhiều gì? Là tôi được nói xong, thứ nhất là rượu bia, gì quá. Thứ hai là ăn mấy cái tạng động vật, dường như là thịt ghé thăm công ty Tika Lola, dù quá Tika là Tika Lola là cháu lòng, Tika Lola là lòng lòng, Tika Lola là Tika lòng lòng. Cái đó nó không phát khẩu, cũng nhìn nhậu, ra ăn cái đó mà không có bia mới lạ.
mà ăn nó uống bia nhiều quá thì bị không bị gút với lại nó như hàng vậy. Rồi hải sản nhiều cũng có thể là tăng acid lactic máu, là cái gì ăn cũng vừa phải thôi, ăn vừa phải thôi chứ đừng ăn nhiều quá. Bệnh này ngày xưa gọi là bệnh của người giàu, quý tộc thượng lưu của cái thời Trung cổ á, tại thời đó cái người giàu mới có đầy đủ chi cao la, thịt lợn, thịt bò, thịt heo, trâu gì đó, nội tạng thì ăn thoải mái chẳng hạn, rượu bia thì uống ngập tràn như này vậy, cuối cùng họ bị gút đó, tay chân họ bị sưng lên thì cục cục vậy đó. Vậy cái cục này là gì quý vị? Cái cục này là cái tinh thần, cái acid uric nó sẽ chuyển hóa thành tinh thể uric. Tinh thể uric sẽ lắng động ở trên màng khớp, nó gây ra một cái phản ứng viêm, phản ứng viêm mạc do dị vật đó, thì phản ứng viêm nó trường diễn kéo dài hoài, tại lý do cơ thể nội sinh ra acid uric tạo ra tinh thể uric nhiều thì nó cứ phải bị viêm nhiều hoài. Một cái đặc thù chung á, quý vị nhớ qua cái từ này, nó rất là, tại vì tôi tiếp xúc nhiều bệnh nhân bị gút, tôi hỏi chuyện mà tôi thấy là vấn đề đó là cái ngày xưa bệnh gút á, ở có từ lâu lắm rồi, từ thượng cổ tới giờ, từ ông bà ông dội á, là bệnh thóc phong. Bệnh gút là bệnh thóc phong, vậy cha cứu là gì nữa? Thóc là gì? Thóc là đau nhất, phong là gì? Phong là gió. Thành ra thóc phong tức là đau mỗi khi trời trở gió đó. Thành ra quý vị nhớ không chuyện thiệt á, thành ra là mùa này nè, mùa này cho tới mùa đông, cho tới ngày Giáng sinh Noel sắp tới vậy đó, những cái cơn gió là lạnh, nước kia còn có tuyết ngày vậy thì bắt đầu đau nhất khủng khiếp ở chỗ này nè, đấy cũng biết. Thành ra lúc đó phải kiên cử thôi, như chế độ ăn uống thì phải kiên cử rượu bia, kiên cử chế độ ăn đó, rồi dùng thuốc nó có những cái thuốc nó làm giảm cái acid uric trong máu xuống. Thì cái xem trên vi thể á, thì tinh thể uric nó tác động rất là nhiều, rồi có phản ứng viêm mãn tính xung quanh, có đầy bào gì bệnh tới ăn tinh thể uric, có phản ứng hóa sợi. Là cái này tinh thể uric là gì đó, cái acid uric nó chuyển hóa ra tinh thể uric, nó tác động mặt khớp rồi cái này, rồi xung quanh nó có tế bào viêm, nó bào xung quanh, nó ăn cái tinh thể uric này, nó những cái con đầy bào này, thực bào nó ăn cái tinh thể uric, còn xung quanh là phản ứng hóa sợi. Nó sợi thì nó cũng có xu hướng làm cứng cái vùng khớp đó, nó viêm mà nó gây nè, cái con đầy bào nhiều dần nó ăn cái tinh thể uric. Tinh thể uric là cái chất vô định hình bên này, đây cái con đầy thực bào, bên này là tăng sinh mô sợi, nguyên bào sợi, phản ứng hóa sợi, thì cũng vậy. Vậy giờ mình học chuyện này, cái slide này có tính tổng kết, dường như là thói quá khớp liên quan thói quá sụn, rồi bệnh thiếu vitamin A, vitamin D, rồi bệnh loãng xương. Rồi bây giờ mình còn tí thời gian mình qua mấy cái bệnh lý cũng có hai vận động nhé, bệnh lý cơ, bệnh lý tuần hoàn. Bây giờ bệnh lý cơ thì thường nhất là có cái nhóm bệnh lý này gặp ở nhi khoa là loạn dưỡng cơ Duchenne. Loạn dưỡng cơ Duchenne thì liên quan tới yếu tố di truyền, liên quan tới cái gen tổng hợp ra cái protein là dystrophin. Còn một số nhóm tương tự như là loạn dưỡng cơ Becker tỷ lệ cũng khá nhiều á, tôi như họ có tính tập trung nhiều, có lâu lâu tôi cũng gặp mấy ca bị loạn dưỡng cơ, bị yếu liệt cơ. Thì thường thường biểu hiện ra cũng khoảng tầm gần dưới 5 tuổi thì cơ nó teo dần, nó không có vận động được. Những cái cơ chủ yếu như là cơ tính đầu nội, cơ delta cánh tay, những cái cơ quan trọng đó. Còn nguyên nhân thì bị đột biến cái gen tổng hợp cái dystrophin, nó nằm ở những thành phần X, những cái thể giới tính. Những thể X thì suy ra là nếu mà nó bị ở trẻ trai á thì nó có thể còn phát triển được tới lớn, còn nếu mà nó bị ở trẻ gái mà nó đồng hoàng tử thường thường cái nó mất trong bào thai này, nó cái cơ nó không tạo được luôn. Còn cái con đường liên quan tới cái tổng hợp dystrophin á, dystrophin thì hàng loạt các cái thành phần khác liên quan qua màng tế bào. Thì cái này nó trong vấn đề dẫn truyền với lại bằng dinh dưỡng và dẫn truyền cho cái bằng mô cơ quan thì nó có cái dystrophin đó. Vậy
nhưng mà có trong cơ tim với não thì cần nó hay gặp. Bây giờ thiếu cái đồng ý cái insulin làm tổn thương cái chất insulin đó thì hậu quả nó sẽ gây ra là cái một số cái bó cơ nó sẽ bị teo đi. Lúc bây giờ hai bé này là anh em ruột có những chất thải X giống nhau thì là cái bé là 3 tuổi á, thì có những bó sợi cơ nó bị teo đi nè. Ở bên giữa mấy bó cơ nó bị sơ quá thì nếu mà dùng quá một miễn dịch đó để tìm dystrophin thì nó không có. Cái này là cái bé đó, còn cái trong này là mô chính. Mô chính thì cái cơ quan bình thường thì nó có dystrophin ở cái màng bao cơ, còn ở cái bé này nó không có dystrophin màng bao cơ. Rồi xong đến bây giờ tới cái anh đó thì 9 tuổi, tức là cũng bệnh đó nhưng mà diễn tiến nặng hơn thì cái mô cơ quan nó teo hết rồi, nó thành mô sợi, coi như là nó bị liệt luôn, nó không vận động được, mô sợi, mô mỡ và mô cơ quan thì bị thoái hóa, bị teo hết. Giờ có cái này cái gì cũng có thể gặp ở nhi thì cũng gặp người lớn nhưng mà thường thường thanh niên thôi. Cái tiền căn của nó là lúc trước nó có thể cái gì bị một cái chấn thương nặng cũng diễn biến như té xe tai nạn giao thông hay chấn thương thì nó đụng vô tường hay bị đụng vô cái gì đó cái nó dập một cái cụ cơ ha, cái rồi sau cái gì thấy nó bầm tím rồi lên xong cái gì môi trần cũng muốn giảm đau đắp lạnh chịu ẩm gì đó vậy bữa hết cái xong rồi chừng 6 tháng sau 1 năm sau á cái chỗ đó nổi được cái cục cứng ngắc lên ha, nó quay một cái cục cứng ngắc lên cái cục nó ra đầu đây. Đây không còn thời gian không để tôi tìm cái đó gì cục nó đây nè, chụp cái xoàng đấy nó đặt luôn, thấy nó giống giống như mùi xương luôn thì nó là gì vậy? Nó là viêm cơ quá cốt. Nhưng mà thường á như là đó tôi nói chuyện người lớn còn nhớ được tiền sử nha, chỉ nhiều bé chuyện thiệt là vậy luôn, đọc ra cái xoàng để ra ra kết quả như bệnh luôn mà hỏi nó đâu nhớ đâu, nhớ hồi năm 10 tuổi nó chạy nhảy nó té nào nó không nhớ. Nhưng mà sao cái chỗ vùng tay, vùng chân á, vùng đùi á, nổi nguyên cục lên á, mà không đau, không cộng lên á. Thì người ta giải thích tức là cái cơ chế chấn thương lúc đầu á, nó sẽ tạo ra cái máu tụ. Nhưng mà cái diễn biến khác với những cái trường hợp khác là máu tụ nó lại kích thích một cái quá trình phản ứng tạo mô của tế bào trung mô á. Thì tế bào trung mô đó là cái lớp da giữa mà nó có thể tạo ra được xương. Tức là cái gì phải nhớ nha, về nguồn gốc á, khối đại học của mình đó, xương, cơ, rồi mô, sợi, mô, mỡ, tất cả những cái đó thì nguồn gốc chuyên môn hết. Vì trên nguyên tắc á thì nếu mà nó tái việt quá lại theo kiểu phôi thai thì nó có thể việt quá là cái này nó làm cái kia đó. Tôi đã từng gặp ví dụ như trong cái vùng mà mô sợi thì nó có miếng sụn, miếng sụn đó nó không dính dáng gì tới xương của bệnh nhân gì hết. Hoặc là ngược lại thì đó, trường hợp cái này đó, cái này là mô cơ quan đó quý vị. Tự nhiên trong vùng mô cơ quan nó có cái cọc đó đó, xong mổ ra gửi cho cái bệnh, mình thấy có mô xương nó y chang như là bẹ xương đó, nhưng mà quý vị thấy có cái gì khác bẹ xương không? Nó dày quá, nó dày là nó sắp xếp đâu có giống như là một cái xương nóng mới đầu nhìn nó chọi không biết là mổ có cắt chưa cái xương mình nhà không có, tôi lấy cục này trong cơ đó, gửi cái gì lấy cơ thì chứng tỏ là cái này không phải. Cái này là cái mô này nó gọi là viêm cơ quá cốt đó, tức là cái phần chấn thương đó nó kích thích cái tế bào trung mô, rồi tế bào trung mô này trong cái tình trạng viêm bất thường đó nó không biến thành mô cơ, chỉ nó thành cơ quan được rồi, nó lại biến thành những cái mô tương tự là mô xương đó, để có những bè xương của mình. Giờ làm tên mổ nó cũng nó ra hết. Bây giờ u cơ quan là cơ xương đó, cơ bám xương đó, cơ vận động của mình à. Có u cơ quan lành nữa nhưng mà thường thường thì nó dùng đầu cổ lên giới hạn rõ cái thứ dưới 3 cm có thể gặp hồi lớn tuổi. Và xem trên vi thải thì thấy cái tế bào nó thấy đa diện, nhân là mình thấy thấy nó giống giống một tế bào cơ quan thôi nhưng mà nó cũng không có gì đặc biệt. Còn cái ung thư thì nó là sạc cơm cơ quan, mấy cái ung thư phần mềm thì nó là sạc cơm. Đang có bên thường gặp với chị em nhiều nhất. Vị trí thì nó có thể ở vùng đầu mặt cổ, ở vùng cạnh sinh dục, ở vùng sinh dục, vùng cạnh sinh dục.
cái thước thì lúc đó hẹn khoảng 3-4 cm, và nhớ là nó giới hạn không rõ, không có vỏ bao, rồi mặt cắt của nó thì có những dùng bài tử xuất huyết đó, những cái đó là những cái tính chất chung đó. Xem trên vi thể thì nó có thể nó này cũng nẹo cơ vân làm tính thì nó giống một cơ vân bình thường, trên vi thể này cái này ác tính. Thì trên vi thể thì có thể thấy nó có những cái dạng tế bào tròn nhỏ vào tương ái toan, thì cái con này là nguyên bào cơ vân ha. Rồi có thể có những cái tế bào mà nó có vân cơ, nếu mà quý vị coi kỹ thì nó có sập sụp sập mà nó có vân cơ. Thì có ba loại trên vi thể: một là cơ vân phôi, hai là cơ vân hóc, ba là cơ vân đa dạng. Ở con nít thì hay gặp nhất là cái cơ vân phôi hay hoặc là cơ vân hóc, còn cái sạc cơ vân đa dạng thì gặp ở người lớn nhiều hơn. Lớn thì cũng là thanh niên thôi chứ cũng không là không lớn lắm, còn tới gần 20 thôi. Thì cái trên đại thể thì cái vị trí như nãy tôi nói nó có thể là ở con nít khi đầu hoặc cổ khi nó cạnh vùng sinh dục. Ở người lớn thì nó có thể vị trí nó khác hơn, ví dụ như nó ở trong đùi, nó trong cái lớp cơ sâu, cơ xương sâu đùi, cái tay nó thường thường đùi, thì mình thấy giới hạn không có rõ nha. Mặt cắt nó có vùng hơi hoài tử chút xíu này, giới hạn đó, nó xâm nhập lên xung quanh cái mặt cắt cạnh. Cái hình này thì nó là thực ra nó là sạc cơ cơ vân đa dạng, tức là u nó rất là đa dạng dị dạng, lớn nhỏ không đều, mức bảo thường. Còn cái này thì nó nằm trong cái nhóm sạc cơ cơ vân phôi, là small cell cell, nó nằm trong cái nhóm mà small cơ vân cell tumor nãy tôi có nói với giống nhóm sạc cơ ngoại quyền đó. Và cái này nó có thể tìm thấy những cái tế bào nguyên bào cơ nó tròn vào tương còn từ máy toàn, với lại nó có vân cơ ở trong, có thể dựng cái nguyên vân cơ hoặc là mình dựng đặc điểm mình thấy. Rồi cái cuối nữa là cái sạc cơm sợi, cũng là ung thư luôn, thường gặp ở người lớn tuổi từ trung niên trở lên, nó độ tuổi nó nghiêng 40-50-60, gặp trong vùng mô cơ sâu, ví dụ như ở vùng đùi chẳng hạn. Ranh giới nó thì tương đối rõ, nhưng mà cái nó nhìn kỹ nó vẫn có những cái vùng ngoài tử xuất huyết, nó không có xâm nhiễm nhiều bằng cái sạc cơ vân, nhưng nó có một thể huyết. Giờ xem trên vi thể thì nó có cái đặc thù là những cái tế bào hình thoi nguyên bào sợi á, nó xếp thành từng bó, những cái bó quý vị nhìn ra được này hình xương cá không vậy, hình xương cá là sao, hình xương cá hồi á, cái con cá mình đang hết lập đi, thì ví dụ như là cái đầu cá đây, cái xương cột sống đây nó dễ hơi bị con cái xương đùi nó đây, cái này ta gọi là xương cá này. Bây giờ quý vị ráp cái ý tưởng này vô này, quý vị nhìn ra không, hai bên bồn quý vị nhìn ra chỗ nào là xương cá không, thì đúng không, chỗ quý tờ nó chỉ không vào cái gì, chỗ quý tờ nó chỉ không vào. Bây giờ xương cá là này nè, thấy không, đừng nói tưởng tượng ra nha, có thiệt đó nè. Đó xương cá chỗ này, chỗ này thì nó hơi cá này hơi bị sạch, cái này giống cá mập quá, trần nhiều đứng nằm ngang, nhưng mà nó có những cái chỗ nó chéo chỗ này luôn, nó chéo chéo chỗ này đó, hình xương cá này vậy đó. Cố gắng tưởng tượng là như vậy, và tưởng tượng dữ lắm, người khác cũng không hiểu nổi. Rồi tại đây là hết. Cái gì đó cộng lên nè, cái này liên quan chuyện thi quý vị nè. Bây giờ là tại vì tiếp vào cái máy thì nó đuốt luôn cái bài tôi rồi, nhưng mà tôi còn lưu trữ trên cái máy tính bảng của tôi. Bây giờ cái bài này là cái bài của tôi chép cái gì cô xin chớ, nhưng mà quan trọng là tôi giải cái câu hỏi nha, là mấy câu hỏi này tôi sẽ dùng để ra thi. Bây giờ cái phần câu hỏi này không có đáp án thì chứ tôi nói cái gì về tự nghiên cứu 17 câu, biết chưa, biết bắt đầu rồi chưa, giờ đọc câu hỏi nha. Đặc điểm của bệnh mềm xương: A, chất dạng xương không được, biết bệnh mềm xương không, hãy giảng á, bệnh nói chung với cái nhóm còn xương mềm xương thì ở người lớn vì nó được không được khoáng hóa đầy đủ á. A, chất dạng xương không được khoáng hóa đầy đủ. B,
bề xương mỏng đi. C, hay gặp với trẻ em. D, để sụn tiết hợp hình to. E, chân biến dạng cong vòng. Đúng rồi, cái gì chọn ngang, cái này gặp người lớn nha. Còn mấy kia là nó tả, nó tả còn xương á, chứ không phải mềm xương. Rồi câu 2, trên vi thể, các bè xương của vùng xương xớp bị mỏng đi, phân bố thưa thớt rời rạc, vỏ xương đặc cũng không còn dày như trước, là hình ảnh của bệnh nào sau đây? Đó là đi. Một cái tiệm đi ra chưa? Cái cốt có cái theo kẹp tôi không? Cái tìm được đúng câu đó chưa? Rồi, trả lời đi. Câu nào không? Qua đúng không? Đúng, qua đúng, mình lõm xương. Cái đó, giờ tra là ngay cái đoạn lõm xương nó tả đầy đủ gì đó. Đây các câu bài rồi gì đó. Rồi, câu 3. Nhắc lại nha, câu 2 đáp án là A, bình lõm xương. Câu 3, không phải. Với câu nào có chứ không phải chứ, như gạch đưa chứ gạch trước đưa chứ không, tại vì cái đó nó dễ bị lộn, ngược lại. Không phải đặc điểm có viêm xương tủy xương sinh mổ. A, xảy ra cho em nhiều người lớn. Hình như cho em bị nhiều người lớn thì B, đa số do vi khuẩn nằm ăn gây ra. Sai lớn của nãy tôi nói là gì? Staphylococcus aureus. Chỉ có vậy coi lại nên nó gặp gì? Gặp dư sinh mẫu mà. Vậy là 90% luôn á. Vậy là gì? Câu B sai. Còn mấy cái khác có, viêm xương tủy xương sinh mẫu có. Rồi câu 4, đó là câu 3 là B. Câu 4, đặc điểm của bệnh còi xương ở trẻ em là. Có gãy xương tự phát không? Hiện ra là có, nhưng mà ít lắm, hiếm lắm. Đĩa sổ tiết hợp hình to, đó là tiêu chuẩn chẩn đoán đúng luôn. Biến dạng bộ xương đó, tiêu chuẩn kiện đó. Rồi quý vị chọn cho tôi là B và C đúng, tức là câu 4 là bốn là em. Vậy còn lại nha, câu 4 là em. Rồi câu 5, bệnh thoái hóa khớp là tình trạng viêm khớp xương mãn tính thường gặp ở trẻ em. Trời ơi, trẻ em mà bị thoái hóa khớp đưa ra còn người lớn hay không? Đâu còn tuổi lớn. Hay xảy ra ở các khớp chịu tải nặng. Cái này có lý đó nha. Nó là nhớ nha, supporting weight, supporting joint. Nhớ câu tiếng Anh nhưng mà nó giúp mình giải quyết cái vấn đề. Khớp chịu lực, khớp chịu tải, chịu nguyên cơ tải mình đánh thành người đó. Sụn tiết hợp bị bong chóc, để lộ quãng xương dưới sụn. Câu này nghe có vẻ đúng. Có tìm ra được cái gì sai trong câu này không? Đó rồi, thì bây giờ chơi nóng không bạn? Sụn tiết hợp với sụn khớp giống nhau không? Cái này nói khác không? Đọc chí cương, chí cương gặp giỏi đó. Sụn tiết hợp với sụn khớp khác hay giống? Đúng rồi đó, khác nhau. Sụn tiết hợp ở đâu, có đâu nãy đầu giờ tôi chiếu cái xương lại cho. Tôi sợ cái gì quên, tôi chiếu lại. Cái sụn tiết hợp á, nó liên quan đến quá trình cốt quá trong sụn. Và chúng ta dài rồi, làm dài cái xương ra, nó nằm ở dưới trên cái hàm xương, dưới cái đầu xương của xương dài. Nha. Khi nó giảm dần thì nó làm cho xương dài ra, nó đang chứng nằm đó. Còn cái sụn khớp thì nó ở đâu? Nó trên nữa, nó trên ngay cái mặt khớp. Ngay trên mặt khớp, vì sụn khớp với sụn tiết hợp là hai cái khác nhau. Câu này dài, không phải tôi dài cái người làm cái bài này trước đó. Vậy nó có là cái gì chọn cái gì? Năm C, hay xảy ra khớp chịu tải nặng rồi sao? Câu 6, tình trạng biến dạng và cứ khớp trong bệnh viêm khớp dạng thấp là do? Bây giờ, sụn khớp thái quá có không? Không. Tràn dịch khớp không phải, ăn sụn màng khớp là giai đoạn đầu. Mảng sợi và hóa vòi. Vì chọn được câu 6 là D. Về trong sách có ghi vậy luôn á. Tức là nãy tôi nói rồi gì bị dính sợi, rồi dính khớp rồi đó. Là nó làm biến dạng khớp. Rồi câu 7, phụ nữ 63 tuổi gãy cổ xương đùi sau cú ngã nhẹ, khả năng nhất là do lõm xương hậu mãn kinh. Vừa lõm xương mà vừa 63 tuổi rồi đâu còn kinh nữa đâu. Cú kinh nguyện lao thì estrogen nó giảm. Thì là loãng xương hậu mãn kinh nha. Câu 7 là C.
Nếu mà ông thắc mắc là tôi cứ lướt lên nha, rồi nào chút bạn nào có thắc mắc câu nào và thấy cái đó trả lời cho phù hợp thì cứ nói, tôi giải thích. Rồi câu 8, trên vi thể can sợi. À, cái từ này nãy tôi giảng trong cái câu, tại vì nó tôi xem lại năm sách năm 2007 ta không xài cái từ đó nữa. Quý vị nhớ cái quá trình tạo can xương sau cái xương không? Hồi nãy tôi có chiếu có vô máu tụ là trong ngày đầu, rồi 2 tuần đầu, rồi 2 đến 3 tuần kế, rồi sau đó thì cái can mà cái giai đoạn đầu mà nó từ cái cục máu tụ á, rồi nó có phản ứng viêm rồi nó sinh ra cái mạng lưới sợi fibrin đó, fibrin network á, thì sao ở trên đó, trên cái nền đó nó mới có tạo phốt bào, phốt bào rồi tế bào sừng vân vân á. Tại vì quý vị chọn cho tôi can sợi là B, mô hạt viêm, để coi lại bài cho nó có tả cái phản ứng viêm nó tạo ra cái gì, BTF gì, beta rồi đó, cái yếu tố mà nó tạo ra một cái phản ứng viêm kích thích tạo sợi. Ừ, là can sợi là dạng đầu á, can xương là phải từ can xương là có từ cái thắt hai tuần đầu cộng thêm hai tuần nữa, hai ba tuần nữa đó, tới cái giai đoạn mà hai ba tuần nữa mới có can xương, cuối của này ba tuần nữa bắt đầu qua cái kế nữa mới có cái can xương. Rồi vị trí thường gặp của sạc cơ xương là gần gối xa khuỷu, bây giờ hàm xương với đầu xương chọn cái nào? Giờ gần gối xa khuỷu là đúng rồi đó, bây giờ giữa hàm xương với đầu xương chọn cái nào? Xương hay hàm xương? Chờ câu chính, câu chính là D, câu nhất là hành xương, đúng rồi, hành xương nha, hành xương tức là tôi nói điểm xuất phát nha, tại vì khi nó đang rộng ra thì đầu xương nó cũng ăn tới, cái điểm xuất phát nó là từ hành xương mình tới sụn tiếp hậu, sụn tiếp hậu rồi mới tới đầu xương. Đó, là quý vị chọn cho tôi là câu D. Câu D là A và B đúng. Rồi câu 10, thiếu niên nam 15 tuổi bị tai nạn giao thông, đau chân phải, nghi gãy xương, chụp X-quang, mắt hẹp độ cảm quan kém, giới hạn rõ khoảng 2cm ở vùng hạch xương đầu dưới xương đùi phải, chẩn đoán nào là có khả năng phù hợp nhất? Đó, rơi vô cái câu chuyện tôi kể gì mỗi lần giảng bài xong có mấy bạn lên hỏi cuộc này cuộc kia là gì? U xương, dạng xương là câu 10 là A. Dạ nha, câu 10 là A. Vậy coi lại quan trọng của xương dạng xương. Rồi, yếu tố quan trọng để chẩn đoán sạc cơ xương, hồi nãy tôi mới nhắc đó, chất dạng xương được tạo trực tiếp từ tế bào u. Cái kia là ung thư ghép có gặp nhưng mà chỉ có sạc cơ xương có cái đó, là 11A. Câu 12, nam 30 tuổi, sưng đau gối trái hơn 1 tháng, X-quang có vùng quỷ xương giới hạn rõ, đường kính 7cm ở đầu dưới xương đùi, sinh thiết có 2 loại tế bào đơn nhân và đại bào nhiều nhân. Quá giỏi. Ừ, đại bào xương đúng rồi. 12B, 13, X-quang có hình ảnh quỷ xương, tạo xương, tạo giác cốt nam, đi lấy mặt trời. Nào bài được luôn, sạc cơ xương. 13 là C. 14, phụ nữ 60 tuổi, mẫu sinh thiết có u nằm sâu ở vùng đùi phải với hàm rõ, kích thước 8cm chắc, trên vi thể u gần tế bào hồng thôi giống như bào sợi, xếp thành bó mắt chém nhau như xương cá, sạc cơ sợi. 14 là A, sạc cơ sợi. Nhà nhớ cái gặp dưới tôi là xếp mắt chém nhau như xương cá. Mấy kia không có, chỉ cái này nó có đó. Đó kiếm cái nào mà nó đặc thù cho cái bệnh đó và chắc ăn lắm. 15, sạc cơ cơ vân. U phần mềm mắc tính thì gặp ở trẻ em đúng không? Đúng. Trên vi thể có nguyên bào cơ vân. Đúng. Sạc cơ cơ vân là độ ác tính thấp. Sai, chắc tôi không có gì cần diễn, cần xương rồi.
Yeah, quý vị chọn cho tôi 15 là D, A và B đúng. Thì ra cái chỗ này cái người phải bộ này mới cho tôi ra đề, cái bộ ra đề tôi cũng thấy thích lắm, là cách ra đề của người đi trước này tôi chọn giảng viên đó, nhưng mà cái cách ra đề này dễ làm cho sinh viên bị lầm lẫn lắm, mà được cái giảng viên này nó xài nó tức nó ít chứ không phải ngày để xài mới xài kiến thức. Cái gì về coi kỹ là coi, tức là trong sạc cơ cơ bân á, nãy tôi mới nói có ba loại nha, sạc cơ cơ bân phôi, sạc cơ cơ bân hóc, sạc cơ cơ bân đa dạng. Thì chỉ có sạc cơm cơ bên phôi là có nguyên bản cơ bên, sạc cơm cơ bên hóc có, sạc cơm cơ bên đa dạng có thể không có, tức là không mấy lúc nào cũng thấy nguyên bản cơ bên, có trường hợp tôi thấy không có nguyên bản cơ bên tôi vẫn kiếm sạc cơm cơ bên mà vẫn đúng như thường, tại vì dùng quá vô giờ là tôi xác định lại. Thành ra câu này trên thực tế cũng không chính xác, nếu mà chính xác nhất thì là nên chọn 15A. Ông tôi nói rộng ra vấn đề thôi nhưng mà được ra đáp án đó. Nếu hồn hồn là 15 đề vô đến năm nào cũng xin chuyện bị dướng dướng ở chỗ này hơi bị khốn. Vừa giờ cụ thể từ đó trước rồi nha, là 15 đề rồi. 16 u phần mềm là u xuất phát từ tế bào trung mô liên hóa có sẵn trong phần mềm, gọi là tính chúng ta số là tính khi gì cho hạt. Câu này u phần mềm ấy, cái gì vậy, coi lại định nghĩa trong cái phần tôi cung cấp chú gì rồi á, là u xuất phát từ tế bào trung mô mà có khi là chưa kiện quá, có khi chưa kiện quá, có khi nó trong cơ quan nhưng mà nó lại kiện quá là sỏi đó, phải có bạn bị sạc cơn sỏi hoặc là nó ở trong nó ở trong cái vùng khác mà nó là sạc cơn cơ trơn cũng có thể hàng gì. Thì đó là tế bào trung mô chưa bị quá chứ không phải là đã bị quá. Nhưng mà lành tính thì đa số lành tính, chưa mấy cái u mỡ thì nó thì gặp hoài, còn ung thư thì ra rất là nhiều. Còn loại ác tính thì khi cho viên căng hạch là đúng, trừ trừ sạc cơn cơ quan căng hạch dữ lắm. Rồi về B và C đúng, về cái gì chọn 16 là E. Câu 17, u ác phần mềm thường gặp nhất ở tuổi trung niên là nghe cũng giảm là B, sạc cơm không bị quá đa dạng, đi ra coi tài liệu lên nhà sạc cơm không bị quá đa dạng. Rồi hỏi gì nữa không quý vị? Rồi bữa nay gặp lại có còn gặp nữa không? Chắc gì mua đi nữa hay là tôi không biết đến tại mua đi chậm nên tôi không biết được. Bây giờ thì chúc quý vị là thứ nhất là học thực tập tốt nè, tìm được mấy mục tiêu dự trù kiến thức, tìm được mấy mục tiêu cho làm nữa là thi thực tập rất tốt và là thi cuối đạt tốt, không hy vọng là phải thi lần hai. Rồi chào. Thank you.